Chào các bạn, mỹ thuật lớp 3, giáo viên thực hiện Huỳnh Thị Kim Cương. Bài 24, vẽ tranh với đề tài tự do. Mời các bạn chúng ta cùng quan sát vào những chiếc tranh. Tranh thuộc đề tài gì? Đề tài vui chơi cùng bạn. Tranh vẽ nội dung gì? Tranh vẽ nội dung đá cầu. Em hãy nêu hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh. Hình ảnh chính là người. Hình ảnh phụ là cây cỏ, hoa lá, mây, ông mặt trời, trái cầu, vân vân. Màu sắc trong tranh như thế nào? Màu sắc hài hòa, tươi vui, có đậm nhạt, nổi bật mảng chính trong tranh. Và chúng ta vừa xem một bức tranh. Như vậy thì em hãy nêu một số đề tài khác mà em biết. Cô mời các bạn xem tranh của các bạn thiếu nhi để chúng ta có thể tưởng tượng thêm chúng ta vẽ những nội dung gì, đề tài gì trong bài ngày hôm nay. Đây là đề tài múa lân. Các bạn nhỏ trong tranh đang vui đùa cùng với con lân rất là vui vẻ, trên tay thì cầm ông sao đèn lồng. Đây là đêm hội trăng rằm ha, trăng thì sáng kìa. Các bạn nhìn tranh chúng ta có thể biết được nội dung tranh, tác giả muốn vẽ gì. Tiếp tục, xin mời các bạn xem bức tranh kế tiếp. Đây là đề tài ngày nhà giáo Việt Nam. Một bức tranh đề tài ngôi nhà của em. Và đây một bức tranh rất là vui nhộn, nhộn nhịp, màu sắc thì rực rỡ. Tranh đề tài lễ hội. Như vậy các bạn xem tiếp một đề tài khác. Đề tài an toàn giao thông. Cô và các bạn đã xem một số tranh vẽ với những đề tài khác nhau. Chúng như sau. Đề tài vẽ tranh rất phong phú như đề tài vui chơi, đề tài ngôi nhà của em, đề tài ngày Tết, đề tài ngày nhà giáo Việt Nam, đề tài an toàn giao thông, đề tài gia đình, bạn bè, phong cảnh đất nước, vân vân. Như vậy để vẽ bức tranh đề tài chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Tôi mời các bạn cùng quan sát. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tìm và chọn nội dung đề tài. Ở đây cô lấy ví dụ, cô chọn vẽ tranh đề tài con mèo. Bước thứ hai, vẽ hình ảnh chính. Bước 3, vẽ ảnh phụ. Bước 4, vẽ màu. Các bước cô sẽ minh họa cụ thể cho các bạn dễ hình dung để chúng ta có thể thực hiện được nha. Bước đầu tiên, xác định cô vẽ con mèo. Bước thứ hai, cô bắt đầu vẽ ngay mảng chính, thân, đầu, chân, đuôi, tai. Đặc điểm của con mèo là lỗ tai hình tam giác, mắt, mũi, miệng, râu và các chi tiết khác trên lưng và đuôi của con mèo. Bước thứ ba, vẽ hình ảnh phụ. Đường chân trời, cây cỏ, hoa lá. Bước thứ tư,
Vẽ màu. Cô vẽ mảng chính trước, mảng phụ, màu nền. Cô nhắc lại các bước gồm có 4. Bước 1, tìm chọn nội dung đề tài. Bước 2, vẽ hình ảnh chính đã chọn. Bước 3, vẽ hình ảnh phụ bổ sung cho hình ảnh chính. Bước 4, vẽ màu, mảng chính trước, mảng phụ sau. Bây giờ là thời gian thực hành. Cô mời tất cả các bạn chuẩn bị dụng cụ. Các bạn sẽ vẽ vào vở luyện tập mỹ thuật lớp 3, tập 2 hoặc trên giấy A4. Còn bạn nào có giấy A3 thì càng tốt. Các bạn lưu ý chúng ta thực hành. Ở nhà chúng ta có rất nhiều thời gian. Chúng ta hãy thực hành hoàn thành một bức tranh. Vẽ màu cả phần hình và phần nền con nhé. Rồi, sau khi các bạn vẽ xong thì các bạn sẽ nhờ bố mẹ chụp hình lại và gửi cho cô. Chúng ta sẽ tham gia vào nhóm để cô có thể nhận xét và giúp đỡ các bạn nha. Để học tốt vào giờ sau, cô dặn nhờ các bạn chuẩn bị nội dung sẽ vẽ với đề tài mùa hè của em. Kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và cô chúc các bạn vẽ tranh thật đẹp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.